Hello mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong livestream ngày hôm nay. Hôm nay thì DK có một vị khách rất là xinh, chúng ta hãy cùng phỏng vấn chị một lát nhé. Sẽ chào chị. Vâng, thì chị có thể giới thiệu cho mọi người đang theo dõi livestream được biết chị tên là gì và chị đến từ đâu không ạ? Mình tên là Nhung và mình đến từ đội Cấn ạ. Lý do vì sao chị Nhung biết đến DK ạ? Dạ, em biết đến DK là qua một người chị giới thiệu. Một người chị của em đã từng làm mí và làm môi ở đây và em đã thấy khá đẹp. Nên là em đã hỏi địa chỉ và sau đó là chị có giới thiệu em đến đây ạ. Vâng, vậy thì chị đã trải nghiệm dịch vụ gì tại DK ạ? Em được trải nghiệm dịch vụ là phun mí và phun môi ở DK. Vâng, cái môi của chị làm được bao nhiêu lâu rồi ạ? Môi của em làm được khoảng 2 tháng rồi ạ. 2 tháng, vâng. Xin mời ông kính quay sát vào môi chị Nhung một chút nhé. Mọi người quan sát nhé, môi của chị Nhung sau 2 tháng. Và bây giờ thì màu môi đã lên ổn định, rất đẹp rồi và rất tự nhiên. Màu môi của chị Nhung, chúng ta nhìn thấy đấy. Đây là màu cam này, pha một chút, hơi hồng một chút thôi. Đó, nên nhìn môi rất là tự nhiên và hiện tượng nhăn hay là khô đã hết hoàn toàn rồi. Vậy thì không biết là trong khi làm môi thì chị Nhung cảm thấy thế nào ạ? Em cảm thấy là mới đầu thì nghĩ là khá đau, nhưng mà đến khi là được sự nhiệt tình của các chị nhân viên và tư vấn nhiệt tình hơn, mà em cũng cảm thấy là làm không có sự đau đớn gì cả mà rất nhẹ nhàng, không đau như tưởng tượng. Mí của chị Nhung thì trong quá trình làm mí thì chị thấy thế nào ạ? Cũng vậy ạ, vẫn là nhẹ nhàng và không có một cái chút gì gọi là đau đớn cả. Mọi người quan sát đây thì chị Nhung rất thích cái vẻ đẹp tự nhiên, mà DK thì lại làm đẹp theo xu hướng tự nhiên, nên là kể cả mí hay là môi của chị đều rất là tự nhiên, đường mí rất mảnh, nhỏ và nét. Vậy thì chị Nhung sau khi trải nghiệm dịch vụ tại DK thì chị có nhận xét gì về đội ngũ chuyên gia và đội ngũ tư vấn cũng như là các bạn chăm sóc khách hàng không ạ? Đầu tiên là em phải cảm ơn các bạn DK và các chuyên viên đã tư vấn và nghĩa là chăm sóc em rất là nhiệt tình trong cái khoảng thời gian mà em trải nghiệm ở DK, và cũng trong thời gian về nhà các bạn vẫn thích kê em gọi điện rồi nhắn tin để hỏi han tình hình của em ạ. Thì em rất là cảm ơn mọi người ạ. Thì sau ngày hôm nay thì chị Nhung có sẵn lòng giới thiệu bạn bè và người thân của mình cùng đến trải nghiệm dịch vụ tại DK không ạ? Chắc chắn rồi ạ. Cảm ơn chị rất nhiều và rất mong là mình sẽ có thật nhiều bạn bè và người thân đến cùng đến trải nghiệm dịch vụ tại DK để có sự xinh đẹp giống như chị Nhung nhé. Và cảm ơn chị rất nhiều. Và mọi người ơi, nếu như mà mọi người cũng muốn được trải nghiệm những cái dịch vụ tuyệt vời tại DK giống như chị Nhung thì mọi người đừng quên đặt lịch trước qua fanpage hoặc là gọi đến số hotline nhé mọi người nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo. Xin chào mọi người.